Cho con hỏi, khi có chánh niệm thì phiền não sao lại không xâm nhập vào được? Và để giữ chánh niệm dù chỉ một phút thôi thì con nên làm gì? Nó có hai vấn đề như thế này. Thứ nhất á, là khi chúng ta giữ chánh niệm á, nó là tâm thiện. Khi chúng ta giữ chánh niệm là nó là tâm thiện. Mà tâm á, khi mà tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện vắng mặt. Đơn giản như vậy thôi. Khi ánh sáng có mặt thì bóng tối biến mất. Khi ánh sáng có mặt thì bóng tối biến mất. Trong cái lộ trình tâm á, thì khi mà chúng ta có tâm thiện thì tâm bất thiện biến mất. Thì khi chúng ta chánh niệm thì tự nhiên phiền não biến mất. Chỉ đơn giản như vậy. Và để giữ chánh niệm được dù chỉ một phút thì khi mà hỏi như thế này thì sư e là cái người hỏi đó còn chưa biết cái đề mục thiền là cái gì. Quý vị có khả năng cái người hỏi câu này chưa biết cái đề mục thiền là gì. Họ chỉ nghe nói là giữ chánh niệm thôi chứ không biết cái đề mục thiền là gì. Hành thiền phải có đề mục thiền. Khi chúng ta tập trung vào đề mục thiền thì khi đó chúng ta chánh niệm. Sư giả sử như chúng ta tập trung vào cái một cái chén nước, một cái chén nước ở trước mặt. Tập trung hoàn toàn niệm nước, 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 niệm trong đầu nha. Thì trong khoảng thời gian đó là quý vị đang giữ chánh niệm. Nó hoàn toàn nó không có khó. Chánh niệm này là khi chúng ta liên tục ghi nhớ cái đề mục thiền. Đối với hành giả hành tứ niệm xứ, đó là khi họ liên tục họ ghi nhớ quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì trong suốt thời gian đó họ đang có chánh niệm. Và để giữ chánh niệm được liên tục và thường xuyên á, nó chỉ có một cách thôi, đó là thực hành cho nhiều vô. Thực hành một cách nghiêm túc, thực hành một cách nghiêm túc và thực hành liên tục, thời gian lâu dài tự nhiên quý vị làm được. Cũng giống như một cái anh thanh niên, ảnh không thể nào ảnh nâng một cái cục tạ 100 kg được. Ảnh để anh làm được chuyện đó đó thì ảnh chỉ đơn giản là ảnh đi vô các cái phòng tập, ảnh tập tạ, ảnh tập liên tục, ảnh tập thường xuyên, ảnh nâng từ từ, nâng nâng, nâng cục tạ 30 kg, nâng lên 40 rồi 50 rồi 60 rồi 70 rồi 80 rồi 90 rồi 100, cộng thêm cái chuyện ăn uống rồi tuân theo các cái quy định của cái chuyện phòng tập, thì tự nhiên là đến một lúc nào đó ảnh sẽ nâng được cục tạ 100 kg. Cũng vậy, cái vấn đề của chúng ta là do chúng ta không có cái sự đầu tư. Thiền định dù là thiền chỉ hay thiền quán phải có sự đầu tư một cách nghiêm túc. Và khi chúng ta đầu tư, chúng ta hành thiền liên tục như thế, tự nhiên định và niệm nó mạnh. Và nhờ như vậy chúng ta sẽ giữ chánh niệm được liên tục. Ha. Nhưng mà đối riêng với cá nhân người hỏi câu này thì để mà đối diện với phiền não đó, quý vị chưa có xài chánh niệm được đâu. Tại vì sao? Bởi vì cái định cái niệm của quý vị nó còn quá yếu đi. À,
nó giống như là hôm rồi đó, sư nâng một cái cục sắt để mà kéo qua một bên, để kéo qua một bên để mà dọn nó trống cái sân, mà sư vừa mới nghiêng một cái là nó ngã e đùng. Tại sao vậy? Khiêng không nổi, cục sắt nặng quá. Trong khi ông sư bạn ông qua ông khiêng là ông khiêng được, tại vì mình thường mình không có rèn luyện cái cơ bắp của mình để mà có khả năng khiêng được một cái vật nặng như vậy. Cũng vậy đó, khi mà quý vị không có hành thiền một cách thường xuyên, đúng đắn và nghiêm túc, mà quý vị đòi sử dụng cái chánh niệm để quý vị tiêu diệt phiền não, thì nó giống như là người si mà nói mộng vậy, là không được. Thì cũng y chang như cái chuyện hôm bữa mà sư nâng kéo cục sắt, lý luận thì rất là giỏi, mình biết là đứng như thế này, tay dồn lực này nọ như thế này, nhưng mà sức không có, vừa đụng cái nó ngã cái rầm. Cũng vậy, không có sự thực hành thường xuyên, không sự thực hành liên tục, định và niệm quý vị rất yếu. Và đừng trông mong đối với người niệm và định còn yếu, họ có thể sử dụng chánh niệm để họ tiêu diệt phiền não, sẽ không trông mong. Khi đó quý vị cần cái gì, cần những phương pháp khác để mà nó bù vào, và tùy theo mỗi một loại phiền não cụ thể mà Đức Phật hướng dẫn những cái phương pháp khác nhau để đối trị với những cái phiền não đó. Cho nên chúng ta mới có cả ba tạng: kinh, luật và thắng pháp đó. Chứ nếu như chỉ đơn giản Đức Phật nói là giữ chánh niệm là tiêu diệt phiền não, xài được hết cho tất cả mọi người, thì Đức Phật đâu cần phải thuyết pháp tới 45 năm mà thuyết nhiều bài kinh như vậy. Bởi vì mỗi một loại chúng sanh, cái tâm tư tâm tình của họ khác nhau, cái cách xử lý phiền não của họ khác nhau. Và đối với những ai chưa có sự thực hành tứ niệm xứ hoặc là các đề mục thiền chỉ một cách thường xuyên, đúng đắn và nghiêm túc, định và niệm họ rất là yếu, thì Đức Phật không có khuyến khích họ phải sử dụng cái chánh niệm để xử lý cái phiền não của họ, không cần. Sẽ lấy ví dụ như có những trường hợp Đức Phật chỉ nói là sở dĩ mà con thương tiếc, con đau buồn như vậy đó, là do con không có nhận ra rằng trong cái dòng sanh tử luân hồi con đã khóc rất nhiều kiếp rồi. Những cái chuyện mà chồng chết, con chết, cha chết, mẹ chết, nhà cửa mất hết, mất sạch, không còn cái gì hết, con đã trải qua vô số kiếp như vậy rồi, bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Thì đối với cá nhân người đó, khi mà vị đó nghe như vậy, bà tỉnh liền. Chứ gặp cái trường hợp đó, Đức Phật đâu có kêu là con hãy chánh niệm đi con. Con chánh niệm là tự nhiên con sẽ vượt qua được cái đau khổ của vợ, của chồng chết, con chết, cha chết, mẹ chết, nhà cửa mất sạch. Đức Phật đâu kêu giữ chánh niệm. Hoặc như trường hợp Đức Phật nói này, bây giờ để mà vượt qua được cái hận thù thì phải bằng cái cách là buông bỏ sự hận thù. Khi mà con buông bỏ sự hận thù thì tự nhiên là con không còn phiền não nữa. Chứ Đức Phật không hề kêu là con hãy giữ chánh niệm thì con sẽ vượt qua được sự thù hận. Tùy mỗi đối tượng mà Đức Phật cho cái phương pháp khác nhau để thực hành. Sư không bài bác cái chuyện mà quý vị tu tập thiền, các đề mục thiền chỉ, thiền quán. Nhưng mà cái sư muốn nói đây là gì? Đó là mỗi một đối tượng khác nhau, mỗi một thể loại phiền não khác nhau, thì sẽ có những phương pháp khác nhau để xử lý những phiền não đó. Chánh niệm tỉnh giác
là một cách rất tốt để tiêu diệt phiền não, nhưng đối với những người mới tu tập, định và niệm họ còn rất là yếu thì họ cần phải có những phương pháp khác bổ sung.